Bây giờ mình chuẩn bị lo xây một cái nhà, mà chuẩn bị tiền bạc, đất đai, giấy phép xây dựng vân vân, mọi thứ mà chuẩn bị càng tốt chừng nào thì mình xây dựng cái nhà càng tốt chừng đó, đúng không? Còn chuẩn bị không tốt là mình có khoảng 2 tỷ mà mình xây cái nhà mình dự trù là 3-4 tỷ, 4-5 tỷ, thì cuối cùng nó đổ nợ ra, là lúc đó mình hoảng hốt, mình lo toan, đúng không? Chuẩn bị không tốt. À, cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Nhưng mà mình coi lại cái cuộc sống này có cái gì là nó bền chắc hay không, rồi mình cứ lao đầu vô đó để chuẩn bị những cái giả mà cho nó thiệt tốt như vậy. Rồi cái thiệt là cái mà để mà mình mang cái nghiệp vãng sanh á, là tịnh nghiệp á, mình chuẩn bị không tốt. Chỗ này là cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không mà nhân cái ngày 49 ngày đêm hôm nay niệm Phật, chúng tôi cảm ngộ được cái câu này của Ngài. Ngài tôi không sợ chết do tôi chuẩn bị cái chết nó quá đàng hoàng rồi. Nó quá đàng hoàng rồi. Ở chỗ này chúng tôi nhấn đi nhấn lại, lập tới lập lui để quý vị hiểu cái chỗ này. Coi lại đi. Suốt cả cuộc đời mình không có cái gì mà không chuẩn bị trước. Từng miếng ăn, tối nay ngủ sáng mai phải nghĩ ăn cái gì rồi. Từng miếng uống, rồi từ cái nhà ở, từ chiếc xe, chuẩn bị mua chiếc xe là cũng phải suy nghĩ. Rồi cho con cái đi học hành, cái gì cũng lo mà để toàn tâm vô trong đó lo luôn. Mà cuối cùng gì? Có mang đi được không? Không mang đi được. Nhưng mà phải lo không? Phải lo, nhưng mà tùy duyên mà lo. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Chứ có nhiều người, người ta nói là không lo gì hết, giống như người khùng điên thì sao? Những người không biết cái gì nữa hết, cho nên họ không lo gì hết. Không phải như vậy. Cái người tu tịnh độ, người ta biết hết tất cả, nhưng mà người ta biết cái gì cần phải lo trước để mình mang đi được. Cái gì là tùy duyên để mình lo. Nhà, cửa, con cái, học hành, sự nghiệp, vân vân, tùy duyên mà lo. Hai cái chữ tùy duyên này nó hay cực kỳ, cái chữ tùy duyên. Tùy duyên là sao? Ví dụ như cái chùa của chúng tôi 2007 mở pháp hội, nghe theo hòa thượng nói là 3 năm, mở 3 năm, đến 2010 cũng là một chánh điện bằng tôn ột ẹp, mỗi lần đẩy cái cửa là làm bằng bánh xe bạc đạn, đẩy phùng mang trận mắt, đẩy nó nặng quá, cũng tùy duyên để đó. Đến 2010 gặp ông đó, ông cúng 2 tỷ xây cái này nè, là cái chánh điện quý vị đang ngồi, 2010 á, rồi ông cúng thêm 1 tỷ rưỡi nữa làm cái mái che ngoài kia. Rồi sao không biết khiến Phật gia hộ, có cái anh chàng đó anh làm về cái ngành ráp ráp sắt tiền chế, anh lên anh đo đồ xong xuôi hết rồi, cái anh mang lên anh ráp, trong vòng 1 tháng là xong luôn, mãi đến hôm nay là 12 năm, tùy duyên, cứ để đó tùy duyên. Không khởi niệm phải làm gì cả, rồi cứ lo ở trong đó mà chân thật niệm Phật, rồi Phật cũng sắp xếp lo cho mình đầy đủ hết. Cái việc mà mình niệm Phật tích lũy cho cái việc vãng sanh nó là quan trọng, còn cái chuyện xây chùa chiền bổn đạo nhiều ít gì đó là tùy duyên. Hiểu chỗ tùy duyên không? Tùy duyên, tùy duyên. Cái tùy duyên nó rất là hay. Bởi vì cái tùy duyên mà khi mà họ ngộ vào cái cảnh giới này rồi là họ không phan duyên, không phan duyên. Còn có người mình phan duyên là vất vả, cực khổ lắm. Người phan duyên hay xây chùa là đi mượn mỏ kêu gọi, cái người mà gọi rằng là phan duyên mà muốn cho con cái học hành có tiếng tâm với mấy người khác á, với những đại gia là phải cho học nước ngoài, hoặc giả là mình phải làm sao cho nó giỏi, nhưng mà nó dở mình đau khổ liền, đúng không? Rồi mình làm sao cho nó có của cải vật chất để mà xứng đôi vừa lứa với những người đại gia khác, mà mình làm không được cái rồi trong mạng mình không có cũng đau khổ liền. Người này phan duyên mà, họ làm cái gì họ cũng phải muốn rằng cho bằng được người khác, thì họ phan duyên họ rất khổ. Còn người tùy duyên là sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong, tâm không vạn sự đều không, tâm họ an nhàn, nó không dính mắc gì cả. Chỗ này phải ngộ về cái chỗ này rất là sâu. Hôm nay mình nghe mình phải cảm ngộ cái chỗ này, mình ngộ là mình thông về cái lý. Khi mình thông về được cái lý rồi bắt đầu mình hành cái sự. Mà sở dĩ vì sao người ta không hành được cái sự vậy? Nói niệm Phật hay niệm chất chất và bữa họ bỏ. Rồi nói chuyện tùy duyên, họ nghe chút xíu rồi bắt đầu họ cũng bỏ tùy duyên, họ đi phan duyên, là do họ cảm ngộ cái lý này không có sâu. Coi lại đi, nếu mà họ cảm ngộ về cái lý này sâu á, tức là họ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để họ cảm ngộ sâu á, thì họ sẽ hành được cho coi. Họ hành được.